Xin chào mọi người, em còn một ít hàng ISO khoen nhỏ, khoen Bát Fury hàng VIP. Cái lô này thì em còn có tất cả là 6 cây nha mọi người. 6 cây này thì hàng nó rất là mới đẹp. Thì em hôm nay em sale đồng giá là 250.000 một cần nha mọi người. Mọi người lấy từ 2 cần em bao ship nha. Những cái cây này, có một số cây thì hôm trước em lên video là em bán 300, nhưng mà cái lô này thì em còn có từng này cây thôi, em bán đồng giá 250 nha. 250 em sale hết, em về hàng mới nha mọi người. Rồi lấy về 2 cây thì em miễn ship luôn. Mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số điện thoại 0932 455 407 nha. Nhắn vào Zalo giúp em để chốt đơn. Thì toàn bộ tất cả đều là khoen Bát Fury hết nha. Không có hàng khoen Bát thường, hàng ISO thì ISO, mà đặc biệt là ISO VIP thì em chỉ bán hàng Fury thôi nha. Đây cây đầu tiên, cây số 1 này. Cái này là chiều dài 4m60. 4m60 nha, ngọn số 2. Dòng cần hàng nội địa màu nâu nha, phần chui này. Tất cả hàng đều là phần có đầy đủ chui và vặn ra được hết nha mọi người, màu nâu. Góc này 23.4 ly Bát Fury. Ngọn số 2 4m6. Cái này còn khá là ok nha, còn mới khoen sáng này. Khoen Bát Fury. Cái này thì có là 2 4 6 8 10 khoen cả bu. 10 khoen Fury loại xám cả đầu bu. Cắt lắm bên trong thì có màu nâu hết. Ngọn ly 2 nhé, nó tầm khoảng 2,5 cần tay nha mọi người. Tầm khoảng 2,5 cần tay. Những cái dòng ISO khoen nhỏ này thì mọi người câu đơn nhé. Câu đơn hoặc là câu tay trợ máy nha mọi người. Đấy, hạ tay thì nó tầm khoảng 2,5. Dòng VIP thì nó sẽ dẻo thôi nhé. Nó không có những cái cây mà nó không có độ cứng cao nha mọi người. Nhiều cây ở trên cần nó ghi là độ cứng số 3, số 4, nhưng mà nó cũng nó không có cứng lắm đâu. Dòng VIP thì nó dẻo thôi. Đây, ngoại hình này, nói chung là nó chỉ có trầy xước rất là nhỏ thôi. Ngoại hình đa số còn rất là sáng. Mã số 1 nha mọi người, dài 4m6. Rồi tổng thể của cần đây. Cây này nặng là 298g, thu gọn là 92cm nha, 250.000. Cây số 2 là một cây của Daiwa nè. Số 2 thì 4m5, ngọn số 3, dòng hàng của Hàn Quốc nha. Phần chui của nó nè, ngoại hình thì nó cũng có trầy, có trầy xước, nhưng mà trầy thì kiểu như vậy thôi nè. Đấy, Bát Fury. Cây này của Daiwa, màu nâu, khoen Fury luôn. Khoen Fury thứ xám, cây này có 2, 4, 6, 8, 9 khoen nhé, 9 khoen cả đầu bu. Ngọn cây này là 1 ly 6, màu nâu hết, màu đen. Đây là ngọn nhé, lóng 2 nè, lóng thứ 3, thứ 3 nè, nó bám bụi nhé. Lóng 4 này. Còn khá là sáng. Hàng đây qua. Ngọn số 3 4m5. Khoen Bát Fury. Tổng thể đây cây số 2 nhé. Nặng của cần là 370g. Thu gọn là 75cm. 250.000. Cây số 3 là một cây. Cây này là của Hàn Quốc luôn nhé. Dài 5m4. Chui nè, cây này thì rất là mới. Bát Fury. Góc ở đây là 26.9. 54 nè, hết in Korea. Bát Fury. Cái này thì ngọn nó nhỏ. Ngọn 0.7 ly nhé. Cái này tầm 2h, cần tay tầm 2h, ngọn nhỏ. Được cái là cây này nó mới. Đây, cái khoen nhỏ nhỏ này nhiều khi mà cần ISO carbon mà hàng về mà nó tụt khoen á, em kiếm không ra luôn á, nhưng mà thôi. Giờ cái dòng như thế này thì ở cây cần còn đẹp, em để em bán luôn nhé, bán nguyên cây như thế này. Đấy, còn rất là mới luôn.
250.000 nha mọi người. Mã số 3 5m4, cứng tầm 2H thôi. Tổng thể đây. Cây này nặng là 366g, thu gọn là 102 cm. Mã số 3. Mã số 4 này nè. Số 4 4,5m của Hàn Quốc nha. 4,5m Hàn Quốc, cái này nó bẩn nha, nó bám bẩn nè. Gốc cây này là 22.9 gần 23 ly. Park Fury FS6. 4,5m. Cái này màu xanh còn mới nha. Đây khoen cần đây. Cái này nó cũng là khoen Fury toàn bộ. Chín khoen cả bu. Màu xanh hết. Cái này tầm khoảng ngọn số 2 nhé. Cái xô ngọn ngọn số 2. Đọt 1,6. Cái này rơi vào tầm khoảng cần tay thì cái này nó rơi vào tầm khoảng 3H nha mọi người. Còn mới. Rim Harbor dài 4,5m. ISO khoen nhỏ khoen Mark Fury. Và số 4. Tổng thể đây. Nặng 304g, thu gọn là 103 cm. Rồi tiếp theo, cây số 5. Số 5 là một cây Olympic, cây này 3,9 nha. 3,9 cây này thu gọn 70 cm. Cũng còn mới nha, phần chui đây. Cái này thì cái này là cái băng dính của nó thôi, cái băng dính thôi nha. Còn cần thì còn đẹp. Fury FS6 hàng Olympic dài 3,9 m. Những cái vết này đây là vết băng keo thôi, khoen Fury luôn. 10 khoen cả bu, tất cả là Fury xứ xám. Cái này cũng thuộc dạng ngọn nhỏ nha. Ngọn 0.6 ly. Cái này tầm khoảng 2-2,5 thôi. Đấy, ngọn tháp này. Đấy, ở trên này là lông phụng sợi thủy tinh đấy. Lóng 2 đây. Cái này cũng còn đẹp. Còn khá sáng nha. Bên trong thì các lóng của nó màu đen hết. Góc thì nó phối thêm màu này. Dài 3,9 m. Cái này tầm khoảng ISO thì khoảng đọt số 1.5 ấy. Và cứng khoảng 2,5 nha mọi người. Tổng thể đây. Mã số 5 nặng 234g, thu gọn là 70 cm nhé. Rồi cây cuối cùng, cây số 6 này. Cây này của Ruby, ngọn số 4, 5,4 m. Ngọn số 4, 5,4 m này. Hàng của Hàn Quốc luôn. Cái này thì cái phần chui đây, chui của nó là chui vặn. Cái này thì ngoại hình nó có trầy xước này, nó tróc sơn hơn. Góc ở đây là 29.3 ly, góc khá là to. Park Fury FS7, ngọn số 4, 5,4 m. Hàng Ruby HG của Hàn Quốc. Khoen của cần cũng là khoen Fury nha mọi người. Cái này thì ngọn nó khá lớn này, ngọn lớn ha, ngọn số 4. Ngọn ly 6, ly 7 nha. Ngọn ly 6 nha mọi người. Đấy, ngọn của nó này. Lóng 2 này. Lóng 3 đây. Ngoại hình bên trong cũng còn nó là ok. Trầy xước ít thôi. Trầy xước kiểu như thế này. Tóc sơn nha. Kề góc này. Cũng là 250. Ngọn số 4 dài 5,4 m nha mọi người. Đấy, phí ship là 30.000 nhé. Phí ship là 30.000 một cây. Còn lấy từ 2 cây thì là bao ship nha. Cây này mã số 6, nặng là 472g, thu gọn là 89cm nha. Cây số 6 250.000. Rồi, mọi người có nhu cầu đặt hàng vui lòng gọi giúp em vào số 0932455407 nha. Hoặc là mọi người nhắn vào Zalo giúp em để chốt đơn hàng nha mọi người. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.